qua uy tín tại shop nghiệmlên.com và bán rất nhiều thẻ card game. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Nói chung phía sau của máy anh em mình là Phúc, Hòa và Tiếng Black. Nói chung hôm nay máy anh em mình muốn gửi đến các anh em một clip về trò chơi. Như ở trên tay mình Phúc là có cầm một miếng con béo anh em, một dĩ của nó là tầm 10 cái, 20 cái, 15 cái, 20 cái anh em. Ở đây viết này 2, 4, 6, 8. Thôi. Cái 20 cái à. Thôi cái là nói chung hôm nay mấy anh em mình muốn cho một cái trò chơi này, tiếng là ông với anh Hòa một team, tôi với ông Phúc một team. Đó là dùng cái đó là hồi xưa với ông ạ. À đúng rồi luôn. Nhưng mà giải thưởng nha, đó là hôm nay mình sẽ bình cái bô che anh em, đây là cái bô che này. Đấy mình bô che đây nha anh em. Còn tiếng Black là bô che đây, hay là che hồi đó. Mình không biết, tự nhiên tính chất. Cái đồ tự nhiên liên quan đó chứ. Chưa trao mà nó tính chất rồi. Ý là tôi muốn cái trò chơi này nó hấp dẫn hơn, đó là mấy anh em mình trao bỏ tiền thưởng. Là nếu mà ai mà giải thưởng, ai mà thắng cuộc sẽ là nhận cái thưởng 200 đi, 200 cho nó... 500 đi, cho lớn mà nên người lớn mà cho 200 đi. Chúng ta đưa ra đây làm mũ mà chào mưa này, làm mũ. Đều cũng vừa, đều to quá. Đâu, đều tiếng vừa. Mình ráng chứ, có nhiều cái nó nhỏ mà mình ráng thật nó không vô. Cái gì vậy? Ráng đùa vô. Bây giờ nói chung mấy em mình sẽ biết. Đâu nhỏ nói cho là em nói cái lực trâu làm anh Hòa với Tiếng Black đây, là hiểu chưa vô, ha? Hiểu chưa Tiếng? Hiểu đâu. Đấy rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu triển nha, bây giờ mình sẽ bắt đầu dắt xe nha. Không biết cái gì không đẹp. Hiện tại là xe của mình đã sẵn sàng nha anh em, còn team anh Tiếng thì anh Hòa hy sinh chiếc X khác 180 y của anh ra để mà qua vô chụp thì mình nghĩ xe bự của anh thắng anh em, xe mình cánh chút ngẹn đây mà sao chịu nấu bóng tao quyền ga nha. Hả? Không chút tao quyền ga mày bóng béo vào vua kiếm kêu kêu lại kêu rồi. Bây giờ anh em bắt đầu clip này. Dán được. Ok anh em, bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu vào các clip nha, không cần không nói dài dòng nữa. Bây giờ là ai mà xem clip là thắng nha. Có vụ tay nè, đừng từ từ điểm kiếm trên trường hợp thí một cái bè chứ không? 1, 2, 3 tự nếu mày cái câu cần cái kiếm cái kiếm quỷ này chứ tôi cần trời đó, đổ lên nữa, đổ, đổ, biết đâu, đừng cho kẹo là bánh. Nổ mày ra, nổ mất mày. Nổ đâu? Đâu, đổ kẹo bánh, đổ. Tao chơi tao chứ vậy? Chiếu nhỏ quá. Đâu, to kìa. To giấy. Lấy, giấy lại, giấy táo ấy. Tao biết, tao đâu. Tía. Theo đứa này đang chạy đi không?
bỏ cái ăn mày, tao bỏ cái thêm nhiều quá, tao dùng thôi. Thôi. Đem đây thôi, biết đây thôi, bớt mày cái đầu. Được 4 khúc máy á, khúc máy là mình bơm đây. Bây giờ mình đây chỉ cá hơi bóng nha anh em. Đây là bên mình được một đo đóng này bên tiếng này nha. Bên lên trước á. Đánh. Cho em bơm đây là bơm thiệt tình, không phải là không phải nối hàng tiếng luôn. Sao thằng lên nó lại nhanh, tao không nghĩ nó nhanh luôn. Tại vì tao thấy cái phòng nó đang nhanh hơn. Thì hỏi mày, ấy là có vợ ông này hỏi cho chắc chắn. Tao mà chỉ có vợ mày, tao chưa có người yêu nữa. Vợ đâu rồi? Chắc tập gym khác cho anh. Ờ. Tập gym. Hay quá. Anh em nói chung là mình đã thắng nha anh em. Thấy vinh dự luôn á, chứ phải là chúc chà. Ê sao anh Hòa? Ừ, kỳ quá. Sao kỳ? Ý là nãy em biết đỡ anh Hòa cầu hả? Có ai cũng được mà điều mà nó đập cái đêm. Một con móng đều ăn nữa nha. À, đập đi. Đập nữa nha. Anh em, sau khi mà mấy anh em mình bông xeo giờ phát thử nha anh em. Đây. Đây đây. Dưới này còn nhiều chứ hả? Cô lái à? Cô lái hả? Đây có cái. Chú tiếng còn cái nữa này. Đây còn cái mà. Đây còn cái. Ủa, chú ném có tiền quá. Sao ném? Thì bù ném có sao? Bù cũng lên nó dở hơn. Sao? Ờ, do bù ta cái miệng này nó dở rồi nè. Đùa. Thôi, thôi, lỡ, thôi, cua, thôi. Nhưng cái tháng này, thôi đủ mới làm vậy. Vâng, làm vậy. Mấy anh em nói chung là cái cuộc thi thì anh em cũng thấy là đội nào thắng, đội nào thua rồi. Bây giờ thắng. Nói chung là xe của mình máu đông thì mà nem trái này rất là mạnh anh em. Thôi, ghe nó bốc lên. Nem trái này. Lên ghe là như quỳnh ghe này ghe khó nhiều hả? Tao nghĩ vậy. Đấy, nói chung là cuộc thi nãy mình cũng giao là thắng thua là có giải thưởng anh em. Thì team mình thấy. Cầm cái bồ mày biến đi. Đủ vậy, cảm ơn kìa. Đi ra này. Nãy nó nói 200 miếng. Tao đưa đúng thôi, nhiêu rồi? Là 30 rồi. 80. 80. 108. Thế là tổng em đem 16 đưa ta à? À, 2.8, 3.8. Đâu, khóc là tao 3.8. Rồi quá, đây em, nói chung là team mình thấy nha. Quá đẻ luôn, là bây giờ mình chỉ chia cho mình phút. Mình chỉ lấy cái kiếm kích cho mai. Đúng nữa. Đúng nữa, sao? Đúng sao, tao lại kêu là mấy kiếp là có đi team chung. Đúng quá. Thôi vậy, tuần cá anh em. Nói chung là mình chỉ mình phút sẽ chia tiền ra nha anh em. Cho tao thấy vui vậy. Chuyện họ yêu. Tao vậy mà tiếng vô kêu sợ gì tao mà nói với anh họ tiếng lúc mà đều à. Không, nói chung là tao người thua người thắng nhau xong hai đứa thắng được. Chuyện họ dỗ nó tiền câu luôn đập mẹ xi đó họ. Mẹ xi lấy tiền vì bái chết mà có không. Chuyện có không. Chuyện có không nè. Chuyện có không sống mờ sao không. Mẹ chết cái khác thì dũng đập mẹ. Đập mẹ của cô bò chị. Thôi được, nói chung là mình cũng ăn rồi. Thì mình góp tiền vô học cái giải hay dùng quyền riêng này chúng không có đầu thì mình nói theo đâu cho nên nói theo anh em. Nói chung là cái giải thưởng á anh em cũng thấy là cái trò chơi mấy anh em mình được ra là bom mình hơi xe bình đông béo bô xe chứ. Và cũng kết thúc clip ở đây luôn nha anh em. Nên anh em thấy cái video hai mấy anh em mình bom xe nhận tiền bom đông béo bằng bô xe nhận tiền thưởng này hay và thú vị hãy đỡ lại trong kênh của mình một like và một xe và nhấn vào chữ đăng ký ủng hộ cho mấy anh em mình nha anh em. Và tất cả các anh em cầm nó nhiều tiền quá. Không, ấy là ao nó cho anh. Ấy là sao hai chơi chung mà sao chia hay? Chia là tiền chung của sao chia tiền. Tao là đại diện con mà cái này tao nợ tiền hộ té nó. Ê rồi thôi bye bye tất cả anh em nha. Bye bye.